Chào cả nhà. Hôm nay mình nước bánh trực tiếp thêm một ngày nữa cả nhà ơi, mấy rồi. Cái gì tới 300 đòn, hãy qua làm 150 rồi, hôm nay thêm 150 nữa. Hôm nay có hai ông khách này mới tới để trợ giúp. Bữa nay anh hai ơi, là kể như nam nhiều hơn nữ rồi. Nam bao bữa nay nó đi đám, thành ra nó cũng có nam không à, phụ tiếp. Mình xin chào cô chú, quý anh chị và tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ gói 150 đòn, nhưng mà mình gói bữa nay là gói nhím chuối. Bữa nay bác Tư vắng, bác Tư, cô Ba, rồi thêm bác Xui nữa, cho nên bác Năm phải qua để căng nếp, cán nếp tiếp phụ cô Tám bên đây. Chào cả nhà. Tăng cường bất năm thì có thêm em vợ của mình nữa phụ tiếp. Này để đâu đây, đổ chung với thao đổ vô đây luôn nè, con nhóm qua một bên đi con. Dàn mớp thì mình dứt dây rồi, tại vì mớp trái giống này trái nó ngắn quá, nữa trồng lại loại khác. Ở đây chị Kiệt đang, chị Thu đang xôi nè, xôi nếp. Con nhiều khi ta gói cái lá cẩm nữa đó. Thì hôm nay mình làm cái màu lá dứa, bữa dạ. Nay mình gói màu lá cà, lá gắt. Lá gắt. Bởi con nhìn cái màu cho nó khác qua quá. Gì cười quá anh chú, sao mà bác hai ăn bánh tét hôm qua mình làm ngon không bác hai? Ngon quá, ngon rồi. Mời cả nhà ăn miếng bác hai. Mời cả nhà dùng bánh tét với mình ăn. Thì sáng hôm nay cái đặng mần. Sáng hôm nay mình cắt mớ bánh ra đó, rồi mình ăn buổi sáng. Rồi bắt đầu mình tiến hành mình gói. Đâu có găng đâu dưới. Sớm giờ mình cũng làm được gần 70 đòn rồi. 75 đòn mà mình đem vô, chắc vô nồi nấu nồi đầu tiên. Thì bữa nay nấu cũng như hôm qua, hai nồi nữa là mình gọi. Kết thúc chương trình gói bánh tét năm nay. Năm nay 300, có khi nào sang năm mình gói 1000 không bác hai? Tăng cường thêm mới được chứ. Mình nấu nước sôi rồi bắt đầu mình đẩy bánh vô. Dạ, xin chào bà con chú sáng nha, con nước chào. Bây giờ mình đẩy bánh tét vô. Thì bữa nay nước máy không có cúp, mình sử dụng được. Mình có cái ống dây á, mình bơm trực tiếp luôn. Cuộc với chị nào dài cuộc đi chứ. Hôm qua cái nhân kia thì mình để vô trước cũng được, nhưng mà cái nhân này bắt buộc nước nó phải sôi, phải lên tim mà mình mới thả bánh vô nhân chuối. Lớp lá trên. Mình đây mình nấu cơm. Cá lóc. Cá lóc nấu hành chua. Nấu hành chua. Con súng với bạc hà, giá. Đây thì cá lóc mình kho. Thì mình cái này mình lấy cái nước của cái thịt kho hôm qua đó, nên mình kho, gần hồi mình mới để thịt kho vô. Tại vì thịt kho mình kho nó chín rồi. Giờ thì mình gói cũng xong rồi. Nhìn ra ngoài đâu mình để vô nồi mình nấu á.
này cũng chưa xong xuôi, cái đầu mình làm chén cơm luôn. Quá khói, quá khói, người ta đứng nói vô chổng một chút nữa. Phải càng ngại càng nhẹ ha. Thì nãy hình như cái ảnh nào kia nó lớn hơn, hồi nãy nhỏ hơn à, nọ nhỏ hơn nó phải đầy. Rồi. Đầy quá thì mới rớt nọ bên kia, không sao đâu thím hai ơi. Được, được không? Mình ủ lá, đắp lá lên không có sao đâu. Rồi, nước ăn sâu. Rồi bẫy đồng nhỏ đâu không? Bẫy đồng nhỏ. Bẫy. Tới giờ. Đắp lá lên gì là nó chín hết trơn. Với một chút mình còn chở nữa mà. Không ngại gì đâu bây. Bắt đi chua cả nhà. Chua chút nữa mình chấm với cái nước thịt kho với cá lóc rồi đó. Này tàu thịt kho của mình. Thêm hai bưng đi con mất thêm cho nó. Chào mọi người ăn cơm vậy đó. Mời cả nhà dùng cơm luôn. Cái này cũng chưa. Chào cả nhà dùng cơm nha. Hôm qua mình ba món, bữa nay mình cũng ba món. Mời cả nhà dùng cơm. Bữa nay có ăn chua cá lóc rồi. Mời cả nhà dùng cơm. Cơm cả nhà. Mời cả nhà. Có cá vô rồi. Hết luôn đi. Rồi mà cơm, mời cả nhà ăn chín vịt kho. Giờ mình chén nước mắm ớt là thấy ngon rồi. Đấy. Tính chơi bằng chén luôn hả? Sáng giờ mình dùng cơm cũng rồi rồi. Thì mấy cô đồ, mấy bác cũng về. Chiều giờ mình canh, sớm giờ canh cái hai đòn bánh tét mình cũng sắp chín rồi. Mình chuẩn bị mình soạn cái máy với cao su với ống nữa ra ngoài cái mương đang mình đặt máy, đang mình ta đặt cái máy trước, đang phía mình tát cái mương sớm đang kiếm cá mình gọng vô cái ông mấy cái ao nuôi lươn của mình á, coi để dành ăn Tết la gai vậy. Mình sẽ đặt máy ở trong đây. Mình rút. Để dừng rút đấu cái lúc B vô. 12 giờ rút tới 10 giờ sáng mơ cạn không vô không? Cạn. Mai á. Mình chạy lai gai thôi, 12 giờ tối mình chạy lai gai tịt 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 tịt. Tùy đó con muốn cạn, cạn muốn sâu, sâu. Tiếp bác hai, tiếp bác hai. Thì cha mình xuống bịch cái đầu bọng lại để nước ngoài mương này nó chảy ngược vô trong đó. Cứng quá chút xây lớp B nổi không đó gì không? Xây cho lớp B nó ngay mà. Dở lớp B lên giùm cái anh Năm. Mình thấy ngược hả Dũng Úc? Hả? Ừ, đúng có khoảng không? Cái bì phải nằm dưới đáy. Nó gục xuống. Gục đúng xuống. Không phải, nhưng mà tôi ấy cái chùm trong này là ngợp phải không? Bên đây anh Kiệt với anh Trúc với chú Đinh với chú Huyền đang chặt cây. Mình
kèm cái máy lại. Lấy con nhỏ rồi băng đây nè. Giờ bắt đầu mình cái này không có ống quan trọng. Ống thì mình gắn vô rồi hết rồi. Ống hút lên á. Chỗ nước ra. Cái nước hút này mới kính chứ còn. Chú Hẹn, chú Hẹn. À, cái bọc đó đó, Phan chút ơi. Phan. Đó, quấn cái bọc đó vô, cái quấn dây thun lại là lụm. Cần cho nó xịn phải không? Ừ. Nước chạm lấy giống y vậy nè. Mặc áo hút ra hả chặt. Nãy mà ông cút ngủ không? Dạ. Mặc áo hả? Sáng được chơi, sợ ngứa thôi. Giờ mà áo máy mình xuống mình dọn cái đó cho nó bớt cho, để giật xuống là mình dọn không nổi. Còn nước thì nhẹ. Dạ. Cả nhà ơi, bữa nay mình tắt một clip này tặng bắt cá tặng mình ăn Tết. Muốn nhiêu clip cũng được hết cho Dương Úc ơi. Mình thôi mình tán mương một thôi Dương Úc ơi, ba mương mình ăn Tết không hết rồi. Quá wow, sen kìa, bông. Đầy đủ. Cá lóc, cá chê. Cá rô. Lóc, cá chê, cá rô nhiều à. Cái đi rồi mình giật. Mình ngoài rồi mình bẻ nó được cái chân. Cái cùng cho đen đâu? Cái cùng cho đen không chút. Cái này nó là vậy. Cái cùng cho đen mình đó anh chút. Chỉ lấy cây ghẹo đó luôn anh chút ơi. Dạ. Có thêm này không? Rồi, dắt luôn đi rồi. Khỏi anh ơi, nhiêu cây đủ rồi. Cái mương nó nhỏ xíu à. Rồi mình ra đây bắt đầu mình. Vô đặng cắt hai cây lầu nè. Rồi sao ông nói bên đó rễ cây? Bây giờ vô ý kiến cái được không? Dạ. Cái miếng dán này mình nhận bên đó đó. Không. Nhận xuống dưới luôn á, nhận xuống dưới. Nhận ngang mặt nước dưới mặt nước luôn á. Chuẩn bị đâu mình đắp cái đập ngang đây đang mình tát cái ao này từ đây vô trong chổng. Rồi bây giờ mình xuống cây. Dương Út đang làm cái máy ngoài cho nó hoàn chỉnh rồi. Với cha thì dẹt qua cái cỏ. Chịu đồ dán là ha bác hai. Chịu miếng xiên mình lại để nó dẹt. Ngoài vô, ngoài tay vô. Đi sát vô. Ấy rồi. Quay đi. Từ nào có sức đó. Sát vô đi cho nó giãn ra thôi. Vô đi. Nó nghỉ lại mới được. Khỏi cắm cây. Đạp xuống luôn mới được. Cây gì đây vậy? Âm dưới đất. Đầu mình đầu mình tắn miếng ngủ lại. Đây. Có đem cái len không con? Có. Nãy có xách cái len. Xách đôi hay là chiếc thôi? Vô khé hả? Này hơi nhỏ mình chiếc đi. Chiếc đôi đi. Nhỏ quá bác hai ơi. Nhỏ hả? Nè. Đang đây. Đang đợi tôi. Xách đôi lại. Đâu lại. Kìa có lỗ rách kìa. Lỗ mỏ nhỏ kìa. Nè. Nhờ mình tắn ra xui. Ờ dưới đạp đi cho chị. Kiếm gì mà cái cá lợn không được. Cá lợn. Cái này cái gì vậy? Xương gì vậy? Xương gì ghê vậy? Năm. Hả? Xương này xương gì vậy? À biết xương gì mình bữa hổm mình. Chứ còn cái đầu còn cái sao xương không? Lấy cái kia lên. Giống cái đầu con rùa. Nè, dính lên đâm sống không chứ còn cái đéo gắn. Dính trên dính dưới được. Dùm vô được nó chảy như là thác đổ. Không đẩy một lớp một thôi. Thì phải một lớp. Nè. Rồi nó trở nên lần. Đó lần thấy không? Rồi, dùm ngang. Không ăn được. Có phải ơi, nó tên là ông quay quay à. Hả? Nó tên là gấu. Gấu tại gì đâu. Gấu ơi, cái này mặc quá gì ai gấu. Bự to chán cả nhà ơi.
mơ dẫn tiếp. Bộ mày không chịu muốn hả? Chịu rồi. Chết à? Chết à? Rồi mày. Nè, ở cái nhà bà được không? Không. Cái nhà. Chết à. Ô hết không trong anh xem. Ê đừng xui đây à. Chốt đừng ra bệnh. Nó cái dốc nó bệnh. Cái bóng chạy ra hồn nha cha. Đẩy đẩy quá. Chết. Đâu luôn. Nó dài ống nổi rồi chứ. Nè ta làm cho chó này nè làm. Dạ. Dữ nghẹo mà. Ờ dữ nghẹo ở đây. Bệnh đi. Bên đây đâu có. Bên đây không có nghẹo đây nha. Đợt nó dướng xuyên cái đường không được. Còn ai cũng bệnh. Dương Út mò đụng cái hang nói đụng con cá lóc bự dữ lắm à. Đâu mà lụm được bí kíp gì? Lên tới bờ luôn hả Dương Út? Wow! Con một hả? Chưa biết. Nè quay đi, quay đi nè, nó đang nhảy kìa. Im im. Đá vô, đá vô. Chạy thôi mày, mày. Chắc không tới 1 ký quá. Không tới. Cá này chắc 700 g à. Lọc đồng quá đã. Này mà nướng một cái thôi khỏi chơi. Con mà phải dưỡng ốc hết hả? Quá béo. Cả nhà hên là hết để nó ăn vô cái gốc mít. Vậy là tụi nó tương lai. Ngày mai tác có tương lai. Tương lai. Cái bên này nó chảo cái tới đây. Nãy giờ mình dẹt nó đằng kia. Tôi cũng tới đây à. Kìa ở đây anh Trúc bắt trước theo thục thang nữa kìa. Ông đi trước rồi, ông đi qua rồi. Không có đâu, là đã rồi. Thành quả của cái buổi chiều nay mình đặt máy rồi nè. Đó được một con cá lóc. Cá lóc cả nhà. Chứ mớ ốc. Vỏ ốc, đây với cái thùng ốc này nữa nè. Đó. Ủa thùng ốc này. Bữa nay Dưỡng Út ông chế cái món cực kỳ nguy hiểm luôn. Ủa dép gì chị? Đúng rồi cả nhà. Giờ mình ngâm nước xong mình nhớ ta liền. Rồi mình đi treo đẳng cho nó gáo để ngày mai phát cho bà con. Cái chừng sót đó nghe em gái. Dễ gì à. Thì giờ mình tắm rửa cũng xong rồi. Đầu cá lóc nãy nè. À, để là mình nướng. Sẵn cái bếp mình nấu bánh tét á. Chín cái nồi này chín rồi. Giờ còn cái nồi bên đây không. Ồ khô dữ lắm luôn, ngon. Đây cái số ốc rồi sớm mình bắt đó, để ra mình lấy cái mài không nè. Thì hôm nay mình mặn ba con rắn rồi mình lột da. Rồi mình bầm ốc với thịt rắn mình dồn lại với trong cái da, rồi mình hấp xả, hấp cách thủy. Ốc này mình ăn canh vô cho nó sạch nhất. Giờ ốc dưới gắn mình cũng cắt ra xương xương rồi đó. Giờ mình ốp. Ốp là mình để vô cối mình xay cho nó nhuyễn ra. Rồi mình mới dồn vô trong cái da ăn gắn. Thì do ba da chắc dồn không hết cho nên bây giờ mình sẽ dồn vô trong trái mớp, ba trái mớp nữa. Này cho chú Đinh em. Bữa nay chú mới xuống chơi cho chú lên thợ nấu luôn. Để hôm nào chú xuống nấu vài món ăn cũng tuyệt đỉnh lắm. Nhà hàng 5 6 sao luôn không món ăn. Giờ đứng lại. Giờ mình dồn thịt vô. Quả của cả anh em được bao nhiêu đây là bây giờ là bắt đầu là mình để gắn vô trước hả? Ừ. Cái nồi này hơi nhỏ không ha chú? Nghe hấp cách thủy rồi. Sớm giờ mà ăn cái món này có bộ lâu quá không biết ăn sao đây. Con thấy hình như không hết luôn rồi đó.
hơi căng rồi đó. Có thể hết. Tại cái nắp dung mình nó cao mà, nó bỗng lên trên. Để bên này đi cái lá sen để nữa. Không, để cho mớp của thằng Bách. Rồi để cái nắp mình nắp cao mà. Rồi lắm. Rồi. Xong. Ok. Rồi lên bếp. Cái này được nhiêu đó. Này chắc nửa tiếng chín không anh chú? Chắc nửa tiếng à. Tại mình bầm nó cũng mau chín quá. Chắc nửa tiếng phải không? Để thì nó ngay rồi đó. Cá lóc của mình nè. Hết củi luôn à. Chụm cái bánh tét hết củi, bây giờ gom ba củi ngoài. Cá lóc thì nó còn nằm ở trên cái lò còn nóng á. Mình không có lấy xuống. Chờ cái món kia chín mình lấy xuống luôn. Ui. Ôi ôi. Sao nước dữ vậy? Bọt nó lên tới trên luôn rồi. Trên luôn, chín nè. Hồi nãy mình để nước hơi nhiều hay gì dưỡng ốc hay là nó ra nước? Nó cái này nó ra nước. Thì mình chắc nước bớt dưỡng ốc rồi. Mình chắc nước đấy. Nước bớt cả nhà. Nóng á. Mình chắc nước ra bớt. Chín nè. Mềm. Cái này trên chưa, để chút nữa đi. Ồ, mềm dữ lắm rồi đó. Cái giá này nó chưa gì. Thôi ra chút xíu nữa. Chút xíu nữa. Ôi, cá chín nè nhà ơi. Ôi, đã chín rồi. Tiếp. Quá chín rồi. Mình lấy cái cây gấp kẹp. Vậy là chút nữa là trái mớp mình cũng dùng được không Dương Úc? Ăn trái mớp luôn. Con cá này có chín. Lâu lâu xuống con làm món này thấy lạ quá ha, chú Kỳ. Dạ dạ chú Đinh. Ôi ôi, rắn đây. Quanh luôn, quanh luôn. Thôi mình gấp cái cọng dây nó ra bác hai. Cọng dây xanh xanh đó. Rồi bưng luôn đi. Rồi. Quá ngon. Nhẹ nhẹ tay em kìa. Thấy gì cái da nó cũng dai ha. Cắt gắn khúc khúc luôn nè. Cái nhà ơi. Cái gì vậy nói. Cái mùi mấy thơm. Mấy cọng xả mình quắn nó thơm bay luôn. Mùi thơm nó hất ra liền. Như là chiều tối luôn. Món này nãy mặn cực chứ giờ ngon. Hôm nay là ngày 27 sắp Tết rồi, gói bánh là ngày cuối cùng quý vị. Rồi anh em bác cháu có dọn cái mương của chú Năm. Vô tình bắt được con cá. Dọn cái mương kéo cỏ đó, bắt được con cá lóc bự. Đồng thời có mấy cái, có làm mồi gắn đãi mời anh em gắn dồn dưới ốc. Ốc dồn gắn. Ốc dồn vô cái giá con gắn mà giờ gắn, thịt gắn luôn. Thịt gắn luôn rồi dưới dồn vô trái mốt. Ốc gắn dồn vô mốt. Mời cả nhà thưởng thức với anh em bác cháu tôi. Rồi, bây giờ mình đi vô thử một miếng mà thấy không? Công nhận là anh mà Dưỡng Út hay đó. Mới có dọn hầm mình cả nhà ơi. Mình vớt được con cá lóc là 700 gram đó, chứ đâu phải ít đâu. Mời cả nhà thưởng thức. Rồi chú, dùng tự nhiên chứ. Ăn trước đi. Thưởng thức với mình nha. Làm khúc gắn thôi. Gắn này sao nó mềm quá anh. Có ngon hả? Chứ chứ rồi. Cả trứng mà bữa nay mình làm món khác cho bác hai mềm mềm bác hai ăn. Cảm ơn em. Mời cả nhà dùng gắn với ốc à, mình bầm chung nè, mình dồn chấm hết rồi cả nhà. Mời cả nhà thưởng thức nha cả nhà. Mời cả nhà nha. Mớp ngọt. Ngon quá. Trúng con ốc nó giòn giòn. Ốc trong gọt gọt cái. Mời cả nhà mời cả nhà luôn. Gắn dồn ốc với gắn luôn. Gắn dồn gắn. Gắn dồn gắn với ốc vô luôn. Mời cả nhà dùng. Làm miếng cá rồi chỗ căng trúng hột tiêu nó đã gì đâu bác hai ơi. Thấm tí rồi.
nó ngon hay là nó đã? Nó ngon. Ngon cũng vậy mà đã cũng vậy. Mà cái nhang cái lắm. Lắm vô bắt hay không? Hay quá, chị Út lùa sao vô hai tốt. Năm động chạy vô bên bển chưa có hả? Không ăn đi chứ. Bây giờ ngày tư ngày đó, tết rồi. Không thì cũng mời anh em em cháu ăn. Mời cả nhà luôn. Hôm nay cũng vô Tết rồi cả nhà ơi, giờ mấy anh em sum họp lại rồi làm món ăn nhậu cho nó sum họp 3 ngày Tết. Mà cũng ít ít mời còn phát quà bánh cho bà con dòng họ xa gần nữa. Mời còn mấy cái phát quà nữa, mấy bà cháu mình cùng nhau phát. Cùng nhau mình đi phát. Mời cả nhà chung vui với góc làng quê. Cá cũng ngon quá. Cái ly của anh chốt bữa cho bự dớ. Chúc anh mạnh. Cái gì bự chứ uống hết thôi. Dạ chắc cỡ khoảng 12 giờ khuya thì mình với Dũng Út ra giật cái máy cho nó bơm ra đi. Thì tới sáng mơi chắc cũng cạn rồi. Thì mình đi phát quà về xong cái là trưa nắng lên là mình xuống bắt cá luôn. Thì cá mình cá nào mà lớn đó mình sẽ bắt về mình giữ trữ trong mấy cái hồ lương của mình đó, mấy hồ chưa thả lương đó mình giữ trữ đó. Rồi Tết tới rồi mình không có đi săn được á, khách có lợi thì sẵn có cá đâu mình bắt lên mình dùng luôn. Gắn bự nữa ngon hả? Gắn bự nó dùng bị lớn mày ra bị lớn. Thấy cái clip đó mơ là chắc có cá lóc cá rô nhiều, tại nãy mình dọn cỏ nó thấy có đụng nữa đó. Trước mắt là cá gì không biết chứ thế nào cũng cá bắt cá lóc dưới mương hành chú năm cá tê tượng cá tê tượng người ta gửi cá cha có khi cá cha đẻ cá lóc bắt cá thôi còn cái mương là trả là cái ẩm sao chú năm lâu lâu gửi mấy cá dồ cá lóc cá dồ cá cha ngày hai ép đẻ ra cái lóc tết lần mà bắt hai năm. Nói vậy chứ cả nhà ơi, bữa nay có hai ông khách cũng biết cái chú Hiền bên đây là chú Hiền chú Đinh góc làm quê, rồi bữa nay xuống giao lưu đó. Mà mình hên nó là vườn ốc cũng bắt được chứ không hên chiều nay mình cũng ăn gắn không à, chứ là ốc không à. Gắn ốc hả? Ừ. Rồi thằng cái lóc đầm nó thịt dai ngon hả vườn ốc? Còn lắm. Còn hai mớp luôn. Phải mớp à. Đang mớp phải không? Mà cái nhà dùng mớp. Mớp ngọt. Mớp ngọt lắm. Nó ngon vậy. Ồ, nó thơm. Nó thơm mà nó ngọt ha. Ừ. Mới phát giác được đó hả? Ừ. Thơm gì đâu quá anh ơi. Cái lóc coi vừa nãy giờ chưa có thưởng thức cái lóc nha. Cái lóc đồng mình nướng than. Dài không bác hai? Dài không? Dài cũng hơi đặc biệt ha. Món này im mớp. Bác hai bữa nay vô cái món gắn này là mình nhờ mình bận bây giờ bác hai ai dùng nó được chứ để nguyên con bác hai thua vậy chứ tôi cũng ăn cá sống tôi cũng bỏ ra lắm. Đó cả nhà anh em cùng có chung vui cái bữa có bánh sao cùng để mình có làm những cái món ăn để mà anh em thưởng thức cái chiều nay chia tay nhà ai nấy ở sáng mai phải có mặt đầy đủ để mà phát quà cho bà con ở xã Gà Ngang. Vậy đến đây cũng tạm dừng nơi đây, video nơi đây để kết thúc qua chương trình hôm nay, hẹn lại ngày mai gặp lại. Nâng ly, gặp cả nhà. Chào cả nhà. Chào cả nhà. Chung kết.